chữa một lần. Dạ. Và anh cảm giác làm sao? Khỏe như cổ thoải mái như thầy. Nhưng mà nó có bớt rung bớt đồ không? Bớt chứ. Có bớt hy vọng. Tức là anh thực hiện cái những cái gì mà tôi đã nói. Dạ. Nhịn ăn rồi hấp không khí rồi uống nước ớt rồi tất cả các thứ. Rồi có điều luôn. Rồi tôi hy vọng anh quê đâu? Hai Bạc Liêu. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ gặp lại anh thêm nữa nha. Rồi có gì anh cứ theo dõi mà thấy có dịp mà tôi ở Sài Gòn á thì lên là tôi lại chỉnh tiếp cho anh làm sao cho cái cổ cho anh ngon lành nha. Ok. Cái tay này bớt rung nhiều á. À, tôi nghĩ là có thể là mình làm đúng rồi đó. À, thấy bớt rung rồi đó. Rồi, qua đây. Bên này tốt quá, không có. Đó. Đau thì ra đến chút. Ok, rồi nằm bên đây. Mình kiểu tươi. Ok. Rồi, anh ngồi dậy được rồi. Đấy. Rồi. Đứng dậy đi. Rồi. Phát biểu ý kiến. Mình hôm nay gặp thầy làm rất có khỏe. Ừ. Cho với trước là phải nhiều. Phải nhiều rồi. Cái quan trọng là an tâm. Dạ. Rồi anh có nhịn ăn không? Có thầy. Rồi anh có hút không khí không? Làm đủ chưa? Làm đủ hết mọi cái. Đủ. Nhớ nha. Dạ. Bây giờ mọi người nhớ một điều. Bệnh mình chỉ có mình chữa cho khỏi thôi. À, người thầy thuốc người ta chỉ giải quyết cho mình cái đoạn đầu thôi, cái đoạn mà từ bây giờ cho về sau là mình phải biết tự chăm sóc lấy mình, phải biết tự lo cho mình ha. Không ai cứu mình bằng mình được hết. Rồi mong anh về quê là vui vẻ. Hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.